charla con un charla con un bien, 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 charla If the fan ask you, the fan phone ask you, what are the causes of this failure? What is your answer? Nguyên nhân đầu tiên là do tôi chưa làm được tốt công tác tư tưởng cho cầu thủ để họ bảo họ phải giữ những cái đầu lạnh ở những trận căng thẳng như thế này. Tôi khi điều pháp tâm lý của tôi cùng ban huấn luyện chưa đủ để cho cầu thủ thoải mái sau những cái căng thẳng của trận Indo. Tại vì thế cho nên cầu thủ đang nhập cuộc tương đối nặng nên đó là phần lỗi của tôi. Sau trận đầu hai ông một suy nghĩ về tương lai. It's my mistake. I think I with my psychological measure to help the player to overcome the pressure and from the feeling of pity when they couldn't win the last game and this game I cannot help them to overcome this psychological obstacle. Với những thất bại này, anh có nghĩ đến việc từ chức? Thứ nhất, tôi thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi sâu sắc đến tất cả những người hâm mộ cả Việt Nam. Họ đã kỳ vọng rất lớn vào kỳ sơ game này, kỳ vọng rất lớn ở lượt cầu thủ này. Tất cả đã dồn hết cho đội tuyển U22 từ tình cảm đến những sự đóng góp tạo thuận lợi tốt nhất cho đội tuyển chinh phục ở SEA Games này. Và tôi là người thuyền trưởng, tôi thật sự là không làm được điều đó. Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc với tất cả những người hâm mộ Việt Nam và ngay lập tức sau đây tôi sẽ xin từ chức huấn luyện trưởng cũng như huấn luyện viên đội U22 Việt Nam. The answer is after this failure, do you think resignation? The answer. On behalf of the under-22 Vietnam team, I apologize to our fans. This group of players is a good one, and they received good expectation, good investment, and created good condition to play this season. But we could not satisfy them, we could not bring glory to our country. Once more, I send my deep apologies to all the fans.